Vâng, em Xuân xin gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu thanh trên mọi miền tổ quốc ạ. Trên tay em Xuân đây hiện tại đang cầm một chiếc bát trên mũi một dòng loa được mệnh danh là Họa Mi trong dòng hát karaoke. Tại sao nó lại có một cái tên nghe nó véo von như thế các bác? Vâng, thì đúng bản chất của Họa Mi này thì đôi loa này nó rất là véo von các bác ạ. Đây là một dòng loa có thể nói là phiên bản 2.0 của dòng JBL 6010. Nhưng có một điều đặc biệt là đôi loa này nó lại rẻ hơn 6010 rất là nhiều. Nhưng chất âm thì lại ngang nhau, không có sự khác biệt. Gần như anh em có lấy về hai dòng loa này anh em nghe với nhau, gần như anh em cũng không phân biệt được là đôi nào là JBL hay đôi nào là Partyhouse này đâu ạ, mà F10 này đâu ạ. Và nó giống gần như là 99% luôn về chất âm luôn đấy. Anh em nghe rất là khó nghe phát hiện được luôn. Vâng, xin thưa các bác, nó chính chẳng ai khác là nó chính là dòng loa Partyhouse MF10 huyền thoại. Một dòng loa full 25 neo nhưng công suất lên tới 300W. Bình thường những dòng loa neo full 25 thì nó chỉ tầm công suất tầm 250 thôi. Nhưng model này nó là model lên tới 300W. Và dòng loa này được mệnh danh là một trong những dòng loa có thể là nghe nhạc. Một số anh em cứ bảo là loa này nghe nhạc hay lắm. Bởi vì tại sao anh lại nói như vậy? Bởi vì các bác biết không? Đôi loa này á, nó là dòng loa neo cao cấp nhất của hãng Partyhouse hay là của giống Sobolet không vậy á. Dòng này nó hay hơn Sobolet luôn. Đấy. Thì các bác thấy là cái tiếng kép nó cực kỳ kinh khủng luôn. Nó tí ta tí tách, nghe nó rất là hay. Bát đôi loa này cũng không hề yếu bác. Mặc dù nó là một dòng loa cân giải hơi thin một chút về tép, nhưng bát của nó cũng rất là đầm, cũng rất là hay. Nhưng đặc biệt là cái dạy tép của nó này nó không đi lâu là lẫn được cả. Nó là một dòng loa đẳng cấp hiện tại cho dòng loa full 25. Cho cái tiếng tép hiện tại bây giờ đẳng cấp cực kỳ luôn. Nó víu vang là víu vồn rồi đấy. Các bác cứ thể mở cái đôi loa này xem anh em đang sử dụng là biết. Nghe cái tiếng tép, cái tai tí tách ấy, rất là đã. Đặc biệt hát karaoke nó siêu hát luôn, siêu tiếng mic luôn. Tiếng mic của nó ra cực kỳ trong trẻo, cực kỳ sáng. Đấy. Thì dòng loa này bác thấy là nó sẽ giống bát của dòng loa JBL. Đấy. Và cái màng của nó sẽ là màng bã trầu đặc trưng. Thì các bác thì biết là cái màng bã trầu này á, nếu chúng ta nhìn nó đang rất là hồng, rất là như thế này á, thì chắc chắn là chất lượng đang cực kỳ tốt. Và bác nhìn thấy những cái kiều đó đây. Cái kiều cho dòng loa này, xin thưa các bác, nó là dòng kiều AB 2 thành phần, kiều chết. Cho nên cái dòng zin cái dòng loa này không bao giờ có cái chuyện làm lại nhé. Làm lại là lộ ngay. Đấy, zin loa này làm lại là phải cắt cái dấu này ra. Chắc chắn là bác là cái dấu này không ai làm lại cả. Không ai đổ, bởi vì họ đổ bằng máy nó rất là đều. Bác nhìn này, không xã kiều này. Kiều này bắt buộc khi làm là phải cắt. Đấy, phải cắt cái dấu mất đi thôi. Lắp cái tôn một lôn mới thôi chứ còn không cách nào để mà đổi cái kiều này cả. Đấy, kiều các cực kỳ đẹp bác. Sừng rất đẹp. Rất đẹp các bác ạ. Số mây mọi thứ đây. Đẹp không? Các bác nhìn thấy đá không các bác? Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Bát đây. Đấy. À, con tép là xin lỗi. Con tép là tép GT 4408H. H là dạy tép đấy. Made in by Partyhouse. Đấy. Đá rất là đẹp các bác. Còn tép này là con tâm hồn này. Cái bát thì nói thật các bác là em riêng si riêng tư em Xuân mà đi làm lo này, em Xuân gần cái bát em Xuân không quan trọng lắm đâu. Em Xuân quan trọng nhất là cái tép này. Cái tép là cái mà cái tâm hồn của một cặp lo luôn. Còn con tép này nó hay lắm các bác ạ. Tép này nó hay lắm. Cực kỳ hay luôn, phải nói đẳng cấp luôn. Biếu va biếu vòn con tép rất là đẹp, rất là hay. Đấy, e càng thì em chưa giặt nhá. Lô này em chưa vệ sinh được cả. Nó rất là bẩn bác ạ. E càng thì em chưa giặt gì cả. Đấy. Mã này là công suất là 300W các bác nhá. Đấy, tiền mặt trong bàn đã trong lo này nó ghi này. Đấy, trong cái bát này nó chắc nó ghi này. Không biết nó có ghi ở đây. Đã đúng rồi, có 300W này đấy, họ ghi 300W đây. Đấy. Đấy. Phần tần đôi loa này thì các bác nhìn phát các bác mê ngay. Phần tần đôi loa này nó giống như phần tần của JBL luôn đấy. Đấy, có nhìn này. Phần tần nó giống phần tần của JBL, nó tụ solder nhá. À, tụ solder. Và đôi loa này nó sử dụng giống như JBL vậy ạ, nó sử dụng tới hai cái bóng bảo vệ tép này. Đấy, bác nhìn này. Hai cái bóng bảo vệ tép này. Thì do cái đôi loa này con tép nó rất là giá trị. À, cho nên để bảo vệ con tép này á, thì người ta sử dụng tới hai bóng bảo vệ liền, hai bóng bảo vệ giống như lầu labo vậy á. Thì cái khi mà chúng ta không may sử dụng để hú mic hoặc làm gì đấy thì con tép con cái bóng này nó sẽ sáng lên và nó sẽ bảo vệ con tép của chúng ta rất là hiệu quả luôn. Và phần tần nó quá đẹp luôn. Các nhìn này, phần tần đã không? Anh em nhìn cái phần tần linh kiện này sướng không các bác? Đã không? Đẳng cấp không? Chắc chắn này, kiều này, đầu dây này phụ kiều hết này. Dây loa 25 mà cái dây khủng khiếp không? Loa 25 mà họ làm cái dây này. Quá kinh điển, có to to chà lá, to như sấp 50 vậy ạ. Thùng vách đang rất là đẹp các bác ạ. Đấy, thì nói thật với các bác là đôi loa này thì hiện tại em Xuân đang mang về, chắc tầm ngày mai thì bắt đầu vệ sinh xong, ngày mai bữa kia rồi đấy. Thì em Xuân được lên sóng chính thức các bác, thì hôm nay em Xuân mới nhái hình các bác xem trước đây. Thì em Xuân có báo giá luôn là đôi loa này bình thường bên em mỗi năm mà bán nó tầm khoảng 8 triệu cho 8 triệu rưỡi. Nhưng năm nay thì đôi loa này em Xuân bán với giá chỉ có 7 triệu 6 thôi. 7 triệu 6 cho những anh em nào nhanh tay. Và cái số lượng này nó thật ra không có nhiều. Nếu mà có nhiều thì em Xuân còn bảo thế này kia, nhưng mà số lượng nó có 8 đôi à.
nhưng không có nhiều bác ạ, chỉ có 8 đôi thôi, tổng có 8 đôi thôi. Cho nên anh em nào mà thích thì cứ liên hệ với em Xuân luôn để chúng ta sở hữu một dòng siêu phẩm của GT, GT Party House. Đấy, GT Party House MF10 các bác nhé. Một đồ loa rất là đẹp, rất là hay. Đồ loa này anh em chơi âm ly cũng được, mà chơi đẩy ông suất cũng được, ghép được cả các loại phun khác. Các bác mà tưởng tượng đồ loa này nghe nhạc á, thì nó hay kinh khủng luôn. Đặc biệt là ghép dàn karaoke, bác nào mà muốn mạnh á, thì chỉ cần thể có suất 40 thôi. Thì em hứa danh dự với các bác là đồ loa này mà ghép dàn karaoke mà bác nào mà hát không, còn không hát đấy. Riêng cái đôi loa này mà các bác còn không hát được đấy, thì các bác chẳng hát được loa nào nữa cả. Thực sự các bác là đôi loa này rất là nhạy và nó rất là dễ hát luôn. Tiếng mic nó rất là bay, cực kỳ bay luôn. Cho nên là anh em nào bảo là đôi loa này còn không hát karaoke thì em nghĩ chẳng có đôi loa nào hát được nữa. Đôi loa này là nó quá xuất sắc rồi. Đấy, anh em nào nhu cầu liên hệ với em Xuân luôn nhé. Em Xuân loại này em Xuân có cả 30 rồi luôn. Nhưng em 30 thì em Xuân chưa lên sóng. Em Xuân lên sóng các bác hãy làm trước và em chỉ có 8 cặp các bác nhé. Thì bác nào lấy thì nhanh tay với em Xuân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.